Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi thiên thứ bảy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi nương náu mình nơi Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi. Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh, không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thịnh nộ mà trỗi dậy, hãy giấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Giê-hô-va là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác. Thật, nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Chương 14. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu vào nhà một người kẻ cả dòng Pha-ri-si để dùng bữa. Những người ở đó dòm hành Ngài. Số là có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng hỏi thầy dạy luật và người Pha-ri-si rằng: trong ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không? Họ đều làm thinh. Ngài bèn đem người bệnh chữa lành rồi cho về. Đoạn Ngài phán cùng họ rằng: nào có ai trong các ngươi đương ngày Sa-bát, nếu có con trai hay là bò mình té xuống giếng mà không kéo liền lên sao? Họ không đối đáp gì về điều đó được. Ngài thấy những kẻ được mời đều lựa chỗ ngồi trên, nên phán cùng họ thí dụ này: khi người ta mời ngươi dự tiệc cưới, chớ ngồi chỗ cao nhất, vì e rằng trong những khách mời có ai tôn trọng hơn ngươi. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hãy nhường chỗ cho người này ngồi, mà ngươi xấu hổ vì phải xuống chỗ chót chăng? Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng: hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn với mình. Bởi vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng: khi ngươi đãi bữa trưa hoặc bữa tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con và láng giềng giàu, e rằng họ cũng mời lại mà trả cho ngươi chăng? Song khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què, đuôi, thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi. Đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả. Một người đồng tiệc nghe lời đó thì thưa Ngài rằng: phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng:
hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi. Xong họ đồng tình, xin cứu hết. Người thứ nhất nói rằng, tôi có mua một đám ruộng cần phải đi coi, xin cho tôi cứu. Kẻ khác rằng, tôi có mua 5 cặp bò, phải đi xem thử, xin cho tôi cứu. Kẻ khác nữa rằng, tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng, hãy đi mau ra ngoài chợ và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đuôi, què vào đây. Sau lại đầy tớ trình rằng, thưa chủ, điều chủ dạy đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ. Chủ nhà lại biểu rằng, hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta. Vì ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu. Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Giê-xu, Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng, nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta. Vả trong các ngươi, có ai là người muốn xây một cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? E khi đã xây nền rồi, không làm xong được thì mọi người thấy liền chê cười và rằng, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác mà trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi 1 muôn lính có thể địch nổi vua kia đem 2 muôn cùng chăng sao? Bằng chẳng nổi, khi vua kia còn ở xa, sai sứ đi xin hòa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta. Muối là giống tốt, nhưng nếu muối mất mặn thì lấy chi làm cho nó mặn lại được? Không dùng chi được cho ruộng hoặc cho phân, người ta phải bỏ nó ra ngoài. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Chương 13. Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam Phương trở về Bê-tên. Đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Vả, Lót cùng đi với Áp-ram cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho 2 người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đổi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pherishit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. Áp-ram nói cùng Lót rằng, chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy 2 người chia rẽ nhau. Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn
Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây giả bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chương 14. Trong đời Amraphin vua Shinea, Arioch vua Elasha, Kết-rô-la-me vua Elam và Tê-đanh vua Go-im, bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera vua Sodom, Biresha vua Gomorrah, Shineab vua Acma, Shemebe vua Seboim và vua Bela tức là Soa. Các vua này hiệp lại tại trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua Kết-rô-la-me. Nhưng qua năm thứ 13 thì họ dấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kết-rô-la-me cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Ashterot Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seir cho đến nơi Enbaran ở gần đồng vắng. Đoạn các vua thâu binh trở về đến suối Sử Đoán tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại Hát Sát Sôn Thama. Các vua của Sodom, Gomorrah, Acma, Seboim và vua Bela tức là Soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim đặng chống cự cùng Kết-rô-la-me vua Elam, Tidan vua Goim, Amraphin vua Shinea và Arioch vua Elasha, bốn vị đương địch cùng năm. Vả trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai. Vua Sodom và vua Gomorrah thua chạy xa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrah rồi đi. Giặc cũng bắt Lót là cháu của Abraham ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abraham là người Hebrew. Abraham ở tại lùm cây giả bộp của Mamre là người Amorit, anh của Ekkon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abraham. Khi Abraham hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Abraham chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm, xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hô-ba ở về phía tả Đa Mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Abraham đánh bại Kết-rô-la-me và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Sa-ve, tức là trũng vua. Minchi-xê-đét, vua Sa-lem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abraham và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abraham. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abraham lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói cùng Abraham rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abraham đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Abraham giàu có. Chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Ekkon và Mamre. Về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí
trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.